Hiện nay, nhu cầu về giám sát an ninh được xem là cần thiết và cấp thiết cho không ít doanh nghiệp và cá nhân. Do đó, hệ thống an ninh tích hợp S-Corp cũng không ngừng cải tiến để mang lại sự an tâm, hiệu quả và chính xác nhất cho người sử dụng với các tính năng vượt trội. Chúng tôi xin giới thiệu 3 sơ đồ giải pháp sau đây. 1. Sơ đồ hệ thống an ninh giám sát và khả năng tự bảo vệ bằng sự kết hợp giữa đầu ghi S-Corp và trung tâm báo động S-Corp. Hành động đánh cắp camera sẽ kích hoạt về trung tâm báo động S-Corp thông qua đầu ghi, sau đó phát tín hiệu cho còi báo động, đồng thời gọi đến số điện thoại thông báo cho người sử dụng qua mạng kép BTSN và GSM. Hành động tắt CV tổng để ngắt điện cấp nguồn cho các hệ thống giám sát sẽ kích hoạt về trung tâm báo động S-Corp thông qua đầu ghi, sau đó phát tín hiệu cho còi báo động, đồng thời gọi đến số điện thoại thông báo cho người sử dụng qua mạng kép BTSN và GSM. Camera phát hiện sự di chuyển của sự xâm nhập bất hợp pháp sẽ kích hoạt về trung tâm báo động S-Corp thông qua đầu ghi, sau đó phát tín hiệu cho còi báo động, đồng thời gọi đến số điện thoại thông báo cho người sử dụng qua mạng kép BTSN và GSM. Hành động lấy cắp đầu ghi sẽ kích hoạt về trung tâm báo động S-Corp thông qua đầu ghi, sau đó phát tín hiệu cho còi báo động, đồng thời gọi đến số điện thoại thông báo cho người sử dụng qua mạng kép BTSN và GSM. 2. Sơ đồ hệ thống báo cháy và báo trộm S-Corp. Beam hồng ngoại S-Corp sẽ phát hiện khi có hành động xâm nhập cửa rào, sau đó kích hoạt về trung tâm báo động S-Corp và phát tín hiệu cho còi báo động, đồng thời gọi đến số điện thoại thông báo cho người sử dụng qua mạng kép BTSN và GSM. Cửa tự S-Corp sẽ kích hoạt khi có hành động mở cửa, sau đó kích hoạt về trung tâm báo động S-Corp và phát tín hiệu cho còi báo động, đồng thời gọi đến số điện thoại thông báo cho người sử dụng qua mạng kép BTSN và GSM. Cảm biến hồng ngoại sẽ phát hiện khi có người di chuyển, sau đó kích hoạt về trung tâm báo động S-Corp và phát tín hiệu cho còi báo động, đồng thời gọi đến số điện thoại thông báo cho người sử dụng qua mạng kép BTSN và GSM. Các thiết bị báo cháy sẽ phát hiện khi có sự cố cháy nổ, sau đó kích hoạt về trung tâm báo động S-Corp và phát tín hiệu cho còi báo động, đồng thời gọi đến số điện thoại thông báo cho người sử dụng qua mạng kép BTSN và GSM. Thiết bị báo ga sẽ phát hiện có sự cố rò rỉ ga, sau đó kích hoạt về trung tâm báo động S-Corp và phát tín hiệu cho còi báo động, đồng thời gọi đến số điện thoại thông báo cho người sử dụng qua mạng kép BTSN và GSM. 3. Sơ đồ hệ thống âm thanh đàm thoại hai chiều qua đầu ghi S-Corp. Khi chúng ta truy cập đầu ghi qua mạng Internet bằng phần mềm CMS, ta vừa giám sát được hình ảnh, vừa nghe được âm thanh thu từ microphone, đồng thời điều khiển cuộc họp từ xa lúc chúng ta đi công tác, hoặc thông báo cần thiết ngay tức thì cho nhân viên trong xưởng kho, và cũng có thể phát hiện và xử lý đúng lúc những hành động tiêu cực.